Quý vị thân mến, và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau gặp gỡ cặp đôi thứ hai trong ngày hôm nay. Xin mời. Chào hai bạn. Hai bạn giới thiệu đi. Em xin chào chị Cát Tường và chào anh Quang Bảo. Em tên Huy, năm nay 29 tuổi. Em đang công tác ở trung tâm huấn luyện thể dục thể thao tỉnh Ninh Thuận. Còn em là Trinh, 26 tuổi. Hiện tại em đang là kỹ thuật viên xét nghiệm bệnh viện Pháp Việt ở thành phố Hồ Chí Minh. Dạ vâng, quận 7. Ủa, hai người yêu xa luôn nữa hả? Vâng. Nhưng mà yêu nhau là từ khi nào? Cái lúc bắt đầu là như thế nào? Em quen trên được khoảng hơn một năm. Em quen trên Facebook. Em thấy cô Trinh dễ thương, em có nhắn tin, em làm quen mà lâu lắm à. Làm quen một thời gian nhắn tin rồi để mà không thấy Trinh trả lời đâu. Cái xe coi như là ngày nào cũng nhắn vô Trinh một cái tin hết hả? Tại vì lạ, làm sao mình trả lời được. Tự dưng cái nhảy vô, em ơi cho anh làm quen nha. Anh thấy em dễ thương quá à. Làm sao mình trả lời được, tự nhiên nó sến mà nó kỳ cục gì đâu á. Mấy ngày đầu là ngày nào cũng nhắn. Xong sau đó cái hình như là em không trả lời cái ảnh nản. Xong cái sau đó anh lại nhắn, anh này lì lắm. Được cái dài. Xong rồi đến một lúc thì em buồn thì em cũng reply lại, em trả lời lại. Cứ rồi. Nói chuyện qua, nói chuyện lại vậy đó. Rồi bao lâu rồi các bạn gặp nhau lần đầu tiên? 3-4 tháng sau, tại vì em cũng phải có cái dịp gì đó em mới về người quê. Tại vì cái lần đó em về hình như là tháng 11. À là quê là em cùng cũng... quê luôn. Dạ cùng quê à. Và cái ấn tượng đầu tiên hai bạn gặp nhau là sao? Dạ em không có ấn tượng gì hết. Còn bạn? Còn bạn? Đa số mấy bạn gái thì nói chung là em thấy trên mạng là em nhìn hình nó dễ thương thiệt. Phải xác nhận sự thật là về đây mình phải thấy như thế nào cái đã. Lúc thấy là trời là bị vỡ mộng hả hay sao? Không phải vỡ mộng nhưng mà thật sự là cũng chưa cũng có sự rung thôi. Động. Dạ cũng thường thôi. Cũng xem như là bạn bè mình đi ăn gì gỏi bò khô 5.000 dĩ rồi ăn hủ ăn đi tàu hủ đá vậy đó. Hồi đó thì em không có ăn. Quen con này thì con này mới chắc đi ăn vặt rồi đó. Thấy cũng vui ha. Bao nhiêu lâu sau thì bắt đầu mới là gọi là tỏ tình? Ai tỏ tình ai trước? Dạ anh này tỏ tình thì đến khi mà em về lần thứ hai lần thứ ba gì đấy thì anh này mới, lúc đó anh mới tỏ tình với em. Rồi nhưng mà anh tỏ tình ghê lắm. Sao tỏ tình sao? Anh này anh giả man lắm, tức là tỏ tình thì giả man. Sao rùng rợn quá vậy? Bạn có cần nhạc rùng rợn không? Tức là anh thường dạy xong là khoảng 9 giờ. Thì sau 9 giờ em với anh này mới bắt đầu đi chơi. Anh chở em ra tới cái quảng trường thì đi ra ngoài đó ngồi. Anh nhớ hôm đấy trời rất là lạnh. Trời lạnh mà gió lồng lộng mà anh ngồi anh nói với em. Em mới nói là thôi từ từ đi tại vì cũng mới quen mà gấp quá. Anh nói gì mà em nói tức là anh muốn làm bạn trai á. Mà lúc đó là 10 giờ rưỡi rồi cái em nói thôi đi về. Anh về anh ăn cơm đi chứ ở đây làm gì. Cái anh kêu là không em chịu đi anh về. Em chịu nhận lời làm bạn gái anh đi rồi anh về. Xong rồi cái em nói thôi từ từ đi. Cái anh kêu bây giờ em không nhận lời anh không chở em về luôn. Trời đất. Trời đất. Dạ. Cái này giả man thiệt. Đã không chở em về là tính là bỏ ở đó một mình đó hả hay sao? Ở đó luôn. Anh ở đó với em, luôn. Thì thôi chịu nhưng mà để ngày mai suy nghĩ tiếp. Coi là làm quảng binh. Coi như là cho chịu cho đại đi vậy đó. Em buồn ngủ mà nó lạnh nữa em sợ lạnh lắm. Em kêu lạnh để anh ôm nghĩ sao vậy. Là lúc đó chưa ôm, là chưa được ôm luôn. Chưa, mới hình như là anh mới có chụp tay anh nắm thì đã bị em đấm rồi. Mà tới chừng nào mới là nụ hôn đầu tiên? Mới nắm tay thôi mà đã bị anh tát rồi. Nhưng mà hôn nữa thì chắc là bị anh đá nữa thôi. Anh vừa đụng vô cái em đấm anh phát. Anh ngồi là làm lại khúc đó coi. Thì cứ ngồi ghế đá. Xong rồi ngồi, em chụp tới, em chụp tay như thế này giật ra dạy em phát. Cái gì? Cô chỗ hả? Dạ. Em như vậy nè, hình như là trúng cái mặt anh hay sao? Trúng cái mặt này. Ghê vậy? Em có giỏ hả? Dạ không. Tại vì phản xạ nó vậy tự nhiên. Thí dụ người ta phản xạ thì người ta vậy chứ sao mà em vậy? Tại anh chụp cái tay em rồi. À là cái như không có đủ biên độ để quất ở đây đúng không? Cho nên thẳng ở đây luôn đúng không? Gần hơn. Ôi tới cuối cùng là tới cái khúc nào mới được hôn nhau cái hôn đầu tiên? Từ từ. Phải từ từ lại. Thời gian chín mùi thì mới được hôn mà. Khoảng tầm 9 tháng, tháng thứ 10 rồi đấy. Cái nụ hôn đầu tiên như thế nào? Thì nó rung. Trình tốt hết cả một hồi á. Sau đó thì bao lâu thì hai bạn mới dẫn về nhà gặp phụ huynh? Anh này ảnh dai cực kỳ luôn. Em có một cái ấn tượng với anh này á. Hồi trước kia á, ba em lúc nào cũng là người đón. Đụng cái dồn hết cho anh này, ba em buồn. Sau đó ba em... tức là ba em tin tưởng anh này á. Là bởi vì á, em về 4 ngày. Em gội đầu 4 ngày anh này gội đầu cho em. Lần đầu tiên con trai gội đầu cho em. Ban đầu á, lúc mà gội đầu nhà cho em ở dưới nhà em á. Thì em chỉ nghĩ là giống như gọi là thể hiện á chị. Nhưng mà lên nhà anh này vẫn làm như vậy luôn. Ba mẹ anh cũng thương em nữa.
cái lúc đó là ba mẹ hai bên đều biết. Bây giờ là hai bạn đã tính tới chuyện đám cưới chưa? Đã có ngày bàn ngày cưới rồi gì chưa? Dạ rồi ạ. Rồi mình có cái biến cố gì xảy ra trong cái mối quan hệ của mình trong suốt một năm mấy không? Cũng có hai đứa cãi nhau hoài à, mà toàn là hiểu lầm. Tại vì nghe nhầm á, tại vì tụi em toàn là liên lạc qua bằng điện thoại. Cái tính anh gọi điện nhiều lắm, tức là khi nào anh rảnh là anh gọi cho em, anh muốn biết em làm gì á. Hồi lúc đầu mới quen á, em cũng bực bội anh này lắm. Công việc của em á là làm vô là cứ cái giờ em vô là em làm cho đến khi em ra. Anh này nhiều khi cái anh gọi điện không bắt máy, cái anh nói ủa sao anh gọi điện không bắt máy. Nhưng mà dần dần sau này thì anh hiểu. Bởi vì đàn bà con gái cũng khổ lắm, mà chiều đàn bà khác cũng khổ. Cặp kia cái ông kia ông không quan tâm thì cô cũng giận. Cũng giận. Còn cặp này anh này quan tâm quá đó, cô cũng giận. Không, dạ. Cái này tôi cũng thương cho các quý ông thiệt. Em thay mặt đàn ông trên toàn bộ cõi đời này cảm ơn chị từ ngày hôm nay. Không cái nào nghiêm túc. Rồi rồi bây giờ chị muốn biết là cái giai đoạn bây giờ mình tới trước chuẩn bị đám cưới rồi, hai bạn có gặp phải những khó khăn gì hay là có những cái điều gì mà hai bạn đang còn cảm thấy lo lắng hay không? Tuy rằng cái thời gian nó cũng không dài, mới có một năm mấy đi thôi, rất là thuận lợi là giữa gia đình đôi bên á, giữa ba mẹ bên em và ba mẹ của Trinh á, thì mọi người người lớn cũng ủng hộ. Nói chung là tụi em còn trẻ mà cũng còn nhiều khó khăn lắm, tại vì bây giờ hiện tại thì Trinh vẫn còn đi học trong đây. Em thì em đang làm việc ở ngoài quê, thì mà chờ Trinh học xong, thi xong thì lại về với em. Tại vì tụi em dự định cưới là 23 tháng 12. Trinh có khó khăn gì không em? Thật ra thì... có gì cứ nói đại đi, chia sẻ với mọi người, đâu có gì đâu em. Dạ, thật ra trước đây thì... hồi trước là em khám thì có nói là em bị bệnh là có con. Nên... cứ chia sẻ đi em, không có vấn đề gì đâu, chị chia sẻ với em. Sau đó là khi mà quen anh này á, thì những cái quan tâm của anh á, anh quan tâm nhiều lắm, thì em cũng gọi là em tin tưởng anh á. Bác sĩ nói là còn phải lập gia đình sớm rồi phải có con sớm, để chứ không là càng lớn tuổi thì sẽ càng khó. Thì em có nói với ảnh, ảnh thì lúc đó em nói anh em cũng sợ lắm, khi mà em quen ai cũng sợ cái chuyện đó hết. Thì với lại anh là con trưởng nữa, thì em có chia sẻ với ảnh thì anh nói là con thì trời cho mà có cái gì đâu, mà thì có gì thì từ từ thì hai đứa mình tính. Em nói với ảnh thì ảnh có xin ba mẹ cho hai đứa có em bé, nếu mà tức là hai đứa có em bé trước á, thì em cũng đồng ý cái chuyện đó. Với lại em cũng nói với ba mẹ em cũng có xin. Thì ban đầu ba mẹ em cũng buồn, mẹ em thì rầy, mẹ em thì sợ con gái mà có trước thì mất giá này nọ cũng tùm lum hết. Mẹ em lo lắm, với lại họ hàng ở quê mình á, nó có nhiều cái định kiến lắm. Em á thì em nghĩ thời buổi bây giờ chuyện mà nó khó không có con nó mới là vấn đề. Thì mẹ em nói thì giờ tụi mày lớn rồi, giờ tụi mày tự tính. Xong rồi thì mẹ em cũng cho, ba mẹ anh cũng cho. Sau đó bây giờ tụi em có rồi. À hiện giờ là đã có em bé rồi. Có em bé được rồi. Bao lâu rồi em? Dạ khoảng hơn một tháng. À là giờ phản ứng của gia đình hai bên thì như thế nào? Dạ thì ông bà nội ông bà ngoại rất là vui à. Vui. Dạ. Vậy thì tốt rồi, tại vì em dạ. cũng đã chuẩn bị trước cái tinh thần. Hồi em mà đã nói khó có con thì bây giờ có được thì cũng vui đúng không? Mừng đúng không? Thế thì hai bạn đang lo cái gì nhất ở đây? Bây giờ là bạn này đang còn đi học. À. Thế nó cũng có khó khăn. Dạ, khó khăn về kinh tế, khó khăn về nó nhiều thứ lắm. Em vừa đi học vừa đi làm thì hiện tại bây giờ em chuẩn bị em cũng nghỉ việc luôn, tại vì em đi học em không có sẻ, với lại cũng mệt. Mà bao lâu thì em học xong? Dạ tầm khoảng tháng 6. Tháng 6 năm sau hả? Dạ, tháng 6 tháng 7 á. Thì thời gian này có khó khăn một chút, nhưng mà rồi sau nữa con cái ổn định về, có ông bà nội, ông bà ngoại lo thì cũng đỡ đần. Cái lo ngại của Trinh là ông bà ngoại gì đó, thì em cũng xuống, em cũng nói chuyện với ông bà ngoại. Thì thật sự là chia sẻ thì ông bà gì đó ủng hộ em cũng rất là mừng. Tại vì thật sự mình yêu nhau, mình lo lắng cho nhau thì mình phải có trách nhiệm. Như vậy là khi mà hai bạn phát hiện là mình có em bé rồi thì mới tính tới cái tháng 12 này cưới. Định học xong rồi mới làm. Bây giờ nhân tiện có em bé thì mình làm sớm hơn dự định. Dạ vâng. Dạ. Dạ. Đến cái ngày cưới còn rất là gần. Hai bạn có những suy nghĩ gì và có muốn nói gì với nhau nữa không? Em có thể chia sẻ được, quan tâm lo lắng cho Trinh được. Là vợ, là con của em thì đương nhiên là em là người, là một thằng ông thì chắc chắn là phải có trách nhiệm nói. Chị cũng xin thay mặt chương trình trước tiên là cũng chúc mừng hai em vì mình đã có được tin vui. Và chị nghĩ rằng mình phải sống lạc quan, tích cực hơn. Rồi tất cả mọi chuyện nếu mà đồng sức á, đồng vợ, đồng chồng thì tất cả mọi thứ đều qua hết. Chúc mừng hai em.
Thì em cũng xin phép chương trình là thông qua chương trình này cũng muốn gửi tới những lời tri ân tới ba mẹ của em, rồi ba mẹ của Trinh là những người đã sinh ra tụi em. Con xin cảm ơn ba mẹ, cảm ơn ba mẹ của Trinh. Những lời mà thật sự mà tập đáy lòng của con á, hai bên gia đình cứ yên tâm, tụi con đã lớn rồi, tụi con quyết định được đến với nhau á, thì tụi con sẽ cố gắng làm được tất cả những gì mà tương lai ở phía trước để có một gia đình vui vẻ hạnh phúc. Con sẽ yêu thương Trinh đến suốt cuộc đời này. Đầu tiên thì con xin gửi đến lời cảm ơn đến ba mẹ Hạnh ở trên này, thương con, quan tâm đến con nhiều. Xong rồi tiếp theo là xin cảm ơn cô Út. Cô Út là em gái của em. Út lo lắm, lo từng chút từng chút từng chút. Với những người mà không phải ruột thịt đó, đó là cái người mà lo cho em, chị em đồng trang lứa mà lo cho em nhiều như vậy. Rồi cuối cùng là em muốn gửi đến ba mẹ em là mong mà ba mẹ tin tưởng vào cái sự lựa chọn của con, là đừng có lo những cái mà ba mẹ lo thì con hiểu, nhưng mà ba mẹ tin vào cái sự lựa chọn của con, với lựa chọn của con là anh Huy tin tưởng tụi con, là con mừng, là mừng. Gia đình hai bên đã nghe được những cái lời chia sẻ của hai bạn và chắc chắn cũng sẽ đồng cảm và sẽ yêu thương hai bạn cũng như là con cái của mình. Chúc mừng hai bạn.